Đang quay nè. Thợ nấu nè, con tư thợ nấu đây. Gà nấu vậy không? Mày đưa quay, gần quá xấu quá. Đang là quen cua kìa. Cái này mực nấu lá me nè. Ồ, đây cua nè cô chú chị em mình nha. Cua này là cua gạch không luôn rồi. Cua gạch không. Mà chút ta giao tới cô chú chị em luôn. Nè mẹ. Chào đi. Trời ơi, chạy máu luôn rồi. Trời ơi, bị cua cắn. Bún rồi, bún rồi. Đây nội đây. Năm mình có hai đám giỗ có ông nội bà nội. Chưa có mực mà. Rồi ba món rồi đó, chín ba món đi. Mực cũng ra đi. Hả? Mực sống rồi cũng. Có mực kia đâu cũng mực sống đâu, con mực. Thì giờ có heo quay đó, cũng đi. Với môn đó. Với gì nữa? Có gà đi. Gà. Gà. Ờ. Có cái đồ kéo sợi. Có bằng giá nào cũng được. Đương nhiên mua đồ ngon. Đúng rồi, bà hát rồi.
xí nữa đi. Giờ mày lấy cái mũ dao dùng chích cho sống hai con thôi là được câu được rồi. Rất lâu quá tôi. Này nước me. La me phải không? Ừ, mực có không? Có mực chín. Còn cái nồi này. Nước lẩu. À chút me viên nữa hả? Me viên bỏ nước lẩu là lẩu cua đó. À lẩu cua với mực. Lá me tươi à. Ủa hai nhà có gạch không? Quá trời gạch luôn rồi. Ăn xứng đáng. Còn một cái kéo coi trời. Cái kéo đây. Lấy cái dao cho bác cắt được mà. Ghế rồi mẹ ơi, cua nè mẹ ơi, cua nè mẹ ơi. Này con coi. Làm cho rồi ngon lành đàng hoàng, đâu có xấu xí đâu mà sợ. Chiên da. Giờ lấy cho mình trải sạc cho. Cái dao gà nữa, cái dao này đẹp. Con đó là non, thịt giờ chết rồi, chạy bà đi. Trời chết là bị chết, nó bị ghê đó, nó bị gây mê đó bà. Bị gà bà tới hại con. Nó mê nghe. Nó bị gây mê, bà kêu con cắt dây cái đi hả tắt. Con hai con có bạn ngon đó, con lựa cho bà rồi. Con là ngon luôn á. Đã ta lựa cho bà rồi mà. Ôi cái gạch tôi nè. Thằng mặt anh đã hả? Cái này theo nước chứ đâu, nó đâu phải là có gạch. Ủa sao mình cắt vậy nó nói sao ta? Không, bà em làm cho anh ăn ngon đàng hoàng. Không ngon không ăn tiền. Đã ta nói rồi mà. Ta nói rồi 10 triệu của người ta là ta phải làm cho đáng nè. Làm cho ngon cho người ta ăn, cái con có được đàng hoàng này đâu mà. Con còn bị thăm vốn. Con bị thăm vốn. Nè, bác ơi, gặp son này cũng chưa dày á, nó dày là nó cái nói chung cái này nó cũng dán hết rồi, tại cái mu đó nè, mu ở đây đi giữa đi, đi múc nước giữa cái đã, giữa cái cắt rồi dồn cái lại mày cắn tao nha. Không, mấy cua mày con này không ngon, yên trái không phải ngon, ngon con gạch không gạch dán hết luôn, gạch dán hết luôn, gạch nhưng mà không tại cua này mua, mình mua cái giá cao mà, giá con mua cua gạch mà đè con này mới ngon nè tứ, ngon hết à, con nào ngon trời cho nó chết nó ít nhiều thôi, con cái ít nhiều thôi, nó không chết rồi bà chết á, nó cắn bà. Trời nè, cái dưa chỗ này mình lấy ra luôn đó, người ta ăn nó sạch sẽ để cái mu đó chà mu lại sạch không, chà lại luôn rửa luôn. Ôi cái gạch nó trong đỏ kìa, nó dính hai bình bé không, con làm để con làm. Ờ để ngang làm đi, ngang cá đuối sầu lăn nổ chết. Không mà ăn là đào đẹp á, ăn con cua ở dùi mua 300 ngàn đi. Mà thay về thêm có 100 ngàn nữa mà cua ngon, còn kia ăn nó không có làm gì đâu. Đủ, đủ mẹ bắt mà nó cổ. Ăn hai nó hơn ha. Con làm qua để cho làm gì. Con nào gạch không hả? Quá trời gạch. Gạch không hả? Đá cua gạch mà. Ủa, gạch luôn nè. Trời, cứng luôn mà. Ờ, đúng rồi, cho mẹ tí. Cái này nè, cái này nè. Nó kìa.
này là cũng chưa gạch dữ á, nó vừa thôi. Hấp dỗ dưới quê gái ơi. Ở đây thôi, vậy 420 rồi. Tùy theo cua gạch này, vậy sao cắt? Cái cua này là ngon lắm, cua này cua biển ở đây, cua sông ở đây luôn. Trong đáy luôn, thiên nhiên luôn. Quay sao cua này đây nè, đây. Cua có vậy xíu đó. Mà làm sao? Ủa thì về để làm sao mà cắt làm bướm được? Mình mua là cái đó cắt làm bướm mới được đâu. Bố con cắt rồi còn gì nó không được. Ý là cái mu gà. Cái mu đó cắt, ăn cái mu để vậy chứ cắt gì. Ý là cột lại luôn hả? Cột lại để nấu nha. Để về đem lên đặt lên tóm thôi. Cột lại ha, cũng ha. Hay ha. Cái này lá cắt sao không? Ủa cái này lắc cái mô ra đi rồi á đó cắt thì làm đôi đó ăn nó làm vậy cắt phần nửa cắt ra làm bốn đúng rồi úp lại cái mô má ơi nó cắn con rồi đây nè cột dây gì mà đưa vô nó quất cái nhà mình cũng phải làm vậy để sắp lên dĩa để lên khỏi cần sắp vô vậy sắp lên dĩa mình để vô vậy được rồi anh ơi nhưng mà vậy là được rồi sắp lên dĩa để vậy vô cũng ngon nữa không cần ịnh cái mô lên thôi mình sắp lên mình ịnh cái mô lên thôi một bàn 2,5 con đúng rồi chứ đâu mà ấy đâu trời ơi làm siêu buôn lắm cái nào nữa con mình cắt ra đó. Có cái gì đâu đâu mẹ. Mẹ đi ra phải à. Ai còn mình cua mua cua là có tử cua đám à. Cua tư là cua cần. Hả? Ờ. Trời ơi chứ biết khi là có được. Đám mà liên lạc đi có là không có nếu mà ta đặt cũng phải chạy được. Quán ở đây nó cũng có hải sản của cô chú và đặc biệt là chim cò. Đâu nãy cột kêu sao khéo không? Dạ. Bự rồi tám ơi. Chưa đâu chàng ra trường hiểm mất rồi. Con mua gạch son mà con nào có gạch á đều có gạch ít được nhiều thôi nói chung là gạch nó phải có 50 trên 50 chứ không ít tiền của mấy cái con này nãy mày cắn tao đi tao lụm mẹ đi về luôn chứ nó nhớ con không hả đó. Cái con hồi nãy nó cắn nhỏ xíu nè con nào cắn rồi mình cắn lên nó. Mà nhai xương nó luôn, mà nhai xương. Nhai luôn xương. Nhai luôn xương. Con nào cắn nó. Nó nhỏ xíu mà. Nhỏ bởi vì cái không điện bả cho mực cho đem đi mực đâu ra đâu. Gạch đá gì ta? Này đem nó giờ cúng cái đi. Làm cúng cho mày. Trời ơi, nó o bé ông nội với năm mà không có làm cho ổng nè. Làm lớn nè. Cái tự nhiên cho nó để lắc đãi mua đồ ngon. Tự nhiên để lắc đãi nữa mà. Vậy anh nói cứ còn cháu nó mua đồ ngon nó đó. Nó không có cúng cho tôi miếng nữa. Nó nói cái tiếng tôi phần. Nói là đám dỗ rồi cúng mình cua rồi không hả? Đúng không có mực thì thấy mực kia cho cũng được rồi. Làm cái tô cúng vậy thôi chứ mình thòi. Này làm cái tô đi cúng không? Ừ. Chứ lên cái lẩu ăn mình lẩu chứ. Không có lát mình phải đem xuống sắp sẵn lại. Ở nhà mình ăn. Gì đâu, tại vì cúng nó chín rồi, thấy nó không hấp dẫn thôi. Trời ơi, này có chém chén muối ớt chanh nè, chua chua cay, siêu cay. Nhưng đó hả? Mắm mặn rồi đây. Không, đúng không? Mắm chanh cua này chấm mắm chanh muối ớt chanh á. Không nhưng mà dĩ này đó cay bả luôn. Bả không cay con cay đó. Vô. Đây. Nó không cay được nó mất chứ bộ. Tao nó còn bản chưa đá này con không cay nữa đâu, con cay này bản con bệnh rồi. Tắt không nổi. Về á, bác hai bữa nay con học giỏi lắm, con không có khách. Thề. Lọc giá giá dễ dễ. Con sợ nó còn ngoe ngoe cái nó quất mình á, con mới tháo vậy đó. Cứng vậy chắc cứng kìa.
cho ăn xứng đáng đồng tiền. Bắt gạo. Tại theo quay con cũng đặt bánh bò, con đặt luôn à. Ta làm ngon. Làm gì nữa đây. Em đã đợi. Đây là đậu cua, cái cua. Cái cua đã rồi. Còn mực rừng nữa hả? Thôi nữa thôi, đem lên đi chứ sao. Không có lắm ý là ai cũng đòi à, đem về xách đi không thôi đem lên thì tính sao. Ai ăn thì thôi, dám chịu chứ không có vụ mà xách đi. Có nhỏ cháu đã. Nói vậy bây giờ nó nói thêm. Mai mày ăn cho mua cho. Đó. Còn gì nữa. Bây giờ đem ba đang em. Đây là bếp trưởng nha. Không, ba con. Ba con luôn rồi. Nửa con thì mình cắt không nữa sao? Nửa con cắt cái mua gần đôi. Để mất công dành lỗ nha, mình cắt nửa con, cắt cái mua gần đôi. À, cái nước có đừng có đổ không để nhiều cho con mà. Trời ơi. Yên tâm đi, cái mua thả vô trong cái nồi trà, cái chảo lẩu là nó trả ra hết trơn nè. Y chang con lại đó. Không đâu. Đừng có cắt cái mua ra làm hai. Ta nửa con ta phải có cái này đi theo ta chứ không cắt làm hai về để nguyên hả? Ngoài cho mình, ngoài cho mua. Dạ. Dạ vậy của con ta để vô giữa đi. Rồi bây giờ 8 10 miếng đó rồi còn rồi nãy cái để là để ba cái này vô cái để mực góc này rồi mình nãy giờ cũng được rồi. Rồi cái nó chung lên vậy được rồi. Các bạn cho nó quay đi. À vậy cũng được. Cho cái chảo. Đó, vậy được. Chờ nó sắp mực lên. Cắt. Hay nữa. Có rồi. Cái này nó là lẩu cua. Đúng rồi. Cua này mới gọi là cua. Cua làm đi trang vậy không à? Cua cần vuốt vậy không á? Cua cần vuốt chứ cà mau, nắng tới mà bay luôn ha. Anh hai thấy nè, đâu có cần để chín đâu sống em thức mẹ rồi nè, nói em ăn luôn sống. Ôi hình ảnh mà. Cái này cái gì? 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 Cái này cái gì?
hai thằng cua con giáo mẹ. Còn nhiêu bà nhớ bà đem về mẹ để đâu khóa tủ này nha mẹ. Đây lá còn một. Đừng quên phá nha mẹ. Quên phá mất à. Cô còn mất rồi.